Liên quan đến vụ hai thi thể trong khối bê tông, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với đại diện một chủ resort ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng ngày 22 tháng 5. Việc cảnh sát tiếp xúc với chủ resort này để làm rõ lời khai của nhóm nghi can cũng như xác minh thực hư về cái chết của nạn nhân Trần Đức Linh là do tự tử hay bị Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi và đồng bọn sát hại. Sổ theo dõi lưu trú của resort ghi nhận có một người tên Hiệp gọi đặt phòng. Sau đó Lê Ngọc Phương Thảo đã đăng ký lưu trú. Những vị khách không sử dụng dịch vụ dọn phòng, nhân viên resort chỉ vệ sinh ngoài cửa mà không được vào bên trong. Theo quan sát, resort có các khu nhà nằm tách biệt theo kiểu nhà sàn, độ cao từ sàn nhà xuống đất chỉ tầm 2 mét. Tuy nhiên, Hà từng khai nhận ông Linh bị té ngã từ lầu 1 xuống đất dẫn đến tử vong là khó xảy ra.